Kính thưa quý vị, được biết rằng hiện nay thì mưa lớn vẫn tiếp diễn ở miền Trung và Biển Đông, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới có thể trở thành bão, tin từ Việt Nam. Trong khi những cơn mưa xối xả vẫn đang đổ xuống ở các tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, thì có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động tại phía đông của miền Trung Philippines và có thể mạnh lên thành bão đi vào Biển Đông. Trên tờ báo Vietnamnet vào ngày 19 tháng 10 năm 2020 loan tin, những trận mưa to và rất to đang xảy ra ở các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế sẽ kéo dài đến tận ngày 21 tháng 10. Ngoài mưa bão làm cho hàng chục ngàn người dân chìm trong nước, thì hành động xả lũ ở các hồ chứa nước của thủy điện với cường độ lớn vào lúc này cũng là nguyên nhân khiến cho người dân tại miền Trung rơi vào cảnh khốn khổ và phải treo lên nóc nhà để tránh nước lũ. Tính cho đến tối ngày 18 tháng 10 thì đã có 84 người bị chết, 38 người bị mất tích, gần 53.000 ngôi nhà của người dân bị ngập vì bão lũ và có nhiều tài sản bị hư hại vẫn chưa được thống kê. Trước cảnh tang thương của người dân Việt Nam thì các cơ quan ngoại giao như Tòa đại sứ Nhật tại Việt Nam, Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam đã cam kết để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại miền Trung. Ngược lại là hành động vô cảm của giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam, dù rằng người dân đang rơi vào cảnh nguy hiểm đến tính mạng, phải leo lên nóc nhà để trú ngụ và lên mạng xã hội Facebook kêu cứu, nhưng lực lượng cấp cứu của nhà cầm quyền được đưa vào vùng lũ chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay hiện nay, kính thưa quý vị. Và 47 dự án đầu tư của Cộng sản Việt Nam ở nước ngoài đã lỗ hơn 1 tỷ Mỹ Kim. Đây là tin từ Hà Nội. Theo Vietnamnet, thì trong số các dự án đầu tư của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ở ngoại quốc, thì có 47 dự án bị lỗ với tổng số lỗ lên lũy kế hơn là 1 tỷ Mỹ Kim. Theo báo cáo gửi Quốc hội Cộng sản, thì tính cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, thì có 27 doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối có dự án đầu tư ra nước ngoài, thực hiện đầu tư tại 130 dự án, chủ yếu là tập trung trong lĩnh vực viễn thông, thăm dò và khai thác dầu khí, trồng cây cao su, khai thác khoáng sản, xây lấp và vận tải hàng không, bệnh viện, chế biến dược phẩm, v.v. Năm 2019, thì có 87 trong 130 dự án đã báo cáo về doanh thu, lợi nhuận với tổng doanh thu tại nước ngoài là 7.021 tỷ Mỹ Kim. Trong đó, 53 dự án có lợi nhuận với tổng lợi nhuận là 565 triệu, 33 dự án bị lỗ với số lỗ là 156 triệu. Kính thưa quý vị, trong số các dự án đầu tư ở nước ngoài, có 47 dự án bị lỗ lũy kế với số lỗ lũy kế là 1.05 tỷ Mỹ Kim. Ngoài ra, còn một số dự án chưa báo cáo doanh thu và lợi nhuận nên vẫn chưa có cơ sở để đánh giá về hiệu quả đầu tư của các dự án này. Các dự án khai thác, thăm dò dầu khí phải dừng hoặc là thực hiện thủ tục kết thúc. Có một số dự án trồng và chế biến cây cao su vẫn còn ở trong giai đoạn đầu tư hoặc là mới đưa vào khai thác và đang lỗ, tiềm ẩn rủi ro về chính sách đất đai, thuế, lao động. Một số dự án viễn thông có số lỗ lũy kế lớn hoặc là mất quyền kiểm soát và rủi ro tỷ giá. Và bên cạnh đó, kính thưa quý vị, Nhật Bản và Việt Nam đồng ý về việc chuyển giao thiết bị và kỹ thuật quốc phòng. Đây là tin từ Hà Nội, Việt Nam. Vào hôm thứ Hai ngày 19 tháng 10, thì Nhật Bản đã đồng ý với một thỏa thuận cung cấp thiết bị quân sự và kỹ thuật cho Việt Nam. Đôi bên cam kết tăng cường quan hệ an ninh và kinh tế trong bối cảnh nỗi lo lắng về Trung Cộng trong khu vực ngày một gia tăng. Thủ tướng Nhật Bản, ông Yoshihide Suga cho biết rằng đây được xem là một bước tiến lớn trong lĩnh vực an ninh của hai quốc gia. Thủ tướng Suga và Thủ tướng của Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đồng ý về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông và việc giải quyết các tranh chấp trong hòa bình. Ông Yoshihide Suga là vị thủ tướng vừa nhậm chức vào tháng 9 năm 2020 lên kế hoạch tiến hành các chuyến công du ngoại giao đầu tiên trong tuần này. Đầu tiên là đến thăm Việt Nam, sau đó là Indonesia. Trong một bài phát biểu vào hôm thứ Hai, Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết rằng Nhật Bản phản đối mọi hành động có mục đích gia tăng căng thẳng tại Biển Đông, nơi mà Việt Nam và các thành viên ASEAN khác có tranh chấp lãnh thổ đối với Trung Cộng.
Ông nói thêm, điều quan trọng đối với tất cả các nước có liên quan đến khu vực này là không nên dựa vào vũ lực hoặc là đe dọa, mà phải nỗ lực hướng tới giải quyết tranh chấp dựa trên luật pháp của quốc tế. Và kính thưa quý vị, 53 năm sau khi phục vụ tại Việt Nam, người đàn ông Texas được cấp quốc tịch của Hoa Kỳ. Theo một tin tức đưa tin, thì hơn 50 năm sau khi thi hành quân dịch, thì một người Mỹ gốc Mexico có tên là Ruben Sanchez sống tại Texas là một cựu chiến binh trong chiến tranh của Việt Nam và là người nhận huân chương Purple Heart đã nhận được quốc tịch Hoa Kỳ. Ông nói với đài KVEO-TV tại Brownsville, Texas rằng ông tham gia bảo vệ Hoa Kỳ khi ông chỉ mới 20 tuổi. Ông Sanchez nói với một phóng viên rằng ông và những người di dân khác đã được hứa sẽ nhập quốc tịch Hoa Kỳ nếu như họ đi chiến đấu, nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra. Thậm chí, một số cựu chiến binh đã bị trục xuất sau khi trở về từ cuộc chiến Việt Nam. Ông Mario Guevara là người ủng hộ các cựu chiến binh địa phương, nói với đài rằng việc bắt đầu quá trình nhập quốc tịch có thể là rất khó khăn và vào thời điểm đó có thể không có đủ sự hỗ trợ để giúp cho những cựu chiến binh như ông Sanchez. Và cuối cùng, 53 năm sau khi trở về từ Việt Nam, thì ông Sanchez đã được cấp quốc tịch Hoa Kỳ. Theo tờ Fox News đưa tin, thì ông Sanchez đã tuyên thệ tại thành phố Rio Grande Valley của Harlingen, Texas. Và tại đây, ông đã được công nhận với giấy chứng nhận đã phục vụ trong thời chiến. Và ba ứng cử viên tham gia cuộc đua cho chức thị trưởng thành phố Garden Grove. Kính thưa quý vị, cử tri thành phố Garden Grove hiện nay đang có 3 lựa chọn cho vị trí thị trưởng trong nhiệm kỳ 2 năm sắp tới, bao gồm thị trưởng đương nhiệm đó là Steve Jones, nghị viên Phát Bùi và thương gia Donald Taylor. Theo bà Teresa Pomeroy, thì là thư ký của thành phố, thì ông Duy Nguyễn là nhân vật thứ tư sẽ xuất hiện trên lá phiếu bầu cử, nhưng ông sẽ không tham gia tranh cử vì ông muốn rút khỏi cuộc đua nhưng không kịp. Tờ OC Register đã yêu cầu ông Phát Bùi, ông Jones và ông Taylor cùng trả lời một số câu hỏi về kế hoạch của họ cho thành phố, bao gồm những gì họ có thể làm để giải quyết tình trạng suy thoái kinh tế sau đại dịch, đáp ứng các nhu cầu nhà ở bắt buộc và canh tân sân golf Willowick. Theo một phần của danh sách của các câu hỏi, thì cả ba ứng cử viên cùng được hỏi về việc liệu thành phố có nên thực hiện các quy định về khẩu trang và nêu tên các công ty không tuân thủ quy định trên hay không. Câu trả lời của ông Phát Bùi và ông Steve Jones đều là không. Chỉ riêng ông Donald Taylor không đưa ra ý kiến gì. Ngoài ra, cả ba người đều cho biết họ ủng hộ các biện pháp bảo vệ người thuê nhà và các lệnh cấm trục xuất trong thời kỳ đại dịch. Kính thưa quý vị, theo tờ Orange County Register đưa tin, thì chỉ còn vài tuần nữa trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới đây, hai ứng cử viên dẫn đầu gồm có ông Jones và ông Bùi đang kêu gọi quyên góp và dùng những khoản tiền trên cho mục đích tranh cử. Tuy nhiên, ông Taylor không có bất kỳ khoản đóng góp nào cả. Quốc hội Cộng sản Việt Nam dự kiến bãi nhiệm đại biểu mua quốc tịch Cyprus. Thưa quý vị, tin từ Hà Nội, vào kỳ họp tập trung sắp tới, Quốc hội Cộng sản Việt Nam sẽ bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, người có passport vàng đảo Cyprus bằng con đường đầu tư. Dẫn lời ông Vũ Minh Tuấn, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa tin, Quốc hội sẽ tiến hành bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Phạm Phú Quốc bằng hình thức bỏ phiếu kín trong đợt họp thứ hai trong năm nay. Đợt họp này bắt đầu vào ngày 20 tháng 10 theo hình thức trực tuyến một tuần và sau đó sẽ họp tập trung tại tòa nhà Quốc hội trong hai tuần tiếp theo. Vào cuối tháng 8 vừa qua, hãng tin Al Jazeera công bố một báo cáo điều tra cho thấy ông Phạm Phú Quốc là người đã được nhập quốc tịch Cyprus vào năm 2018 theo chương trình đầu tư. Để được cấp passport như thế, thì gia đình ông ta cần đầu tư ít nhất là 2.5 triệu Mỹ Kim. Ông Phạm Phú Quốc được cho là có một người con trai du học làm việc tại Anh Quốc từ năm 2013, có sự nghiệp ổn định và quyết định ở lại. Năm 2017, vợ và con gái ông xin quốc tịch Cyprus với mục đích đoàn tụ với con trai.
Người dân vùng lũ cầu cứu suốt 3 ngày, không có thực phẩm. Nhà cầm quyền huyện không cho đò đi cứu người. Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 10 năm 2020, thì nhiều người dân vùng lũ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã lên Facebook kêu cứu vì suốt nhiều ngày liền chưa có bất kỳ cái gì để ăn. Facebooker là Phạm Hoa cho biết đã 3 ngày qua, nhiều người dân khu vực nơi chị sống không có lương thực để ăn. Những cháu bé mới sinh chưa được 1 tháng tuổi, không có sữa mẹ để bú vì mẹ bị nhịn đói nhiều ngày. Vì vậy, Phạm Hoa cầu cứu các mạnh thường quân hãy đi cano lên khu vực Xuân Bồ, cứu trợ người dân nơi đây, ít lương thực và nước uống. Facebook Nhung Sát kêu cứu. Ở làng Đại Phong, nhiều người dân đang đói khát nhưng chưa có ai tiếp cận để cứu. Người dân không có phương tiện di chuyển, kêu cứu không có ai hay. Nhưng những dòng kêu cứu tương tự này đang xuất hiện tràn ngập trên các trang Facebook cá nhân của người dân vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Vừa kêu cứu cho mình, họ vừa cho biết nhiều bà con, hàng xóm của họ cũng đang mắc kẹt trên mái nhà. Nhiều ngày chưa có gì ăn, điện thoại thì hết pin cho nên không kêu cứu được. Trong lúc người dân đang kêu gào cầu cứu, tính mạng như là ngàn cân treo sợi tóc, thì Facebook Hoàng Tú là chủ nhiệm của câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp Lệ Thủy cho biết, một số người dân tổ chức được 5 chiếc đò để đi vào các xã phát cơm cho người dân mắc kẹt do lũ thì đã bị nhà cầm quyền huyện Lệ Thủy cấm không cho đò chạy. Trước sự kêu cứu thảm thiết của người dân vùng lũ, người dân Việt Nam ở khắp nơi đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tìm mọi cách giúp cho người dân vùng lũ qua các hành động như góp tiền mua áo phao, mua cano, gói bánh chưng, bánh tét, mua các nhu yếu phẩm khác để giúp đỡ cho người dân miền Trung. ABC Supermarket xứng